Xin chào cả nhà. Mọi người có nhớ được Lao từng giới thiệu với mọi người một dòng son xin bóng đang cực kỳ trending, cực kỳ hot không nè? Nếu các bạn đang nghĩ đến là Roman Juicy Lasting Teen thì các bạn đúng rồi đấy. Hãng Roman vừa cho ra mắt 4 màu sắc mới tinh của dòng son này, lấy cảm hứng từ những lon soda mát lạnh giải khát và đặt tên cho bộ sưu tập này là Sparkling Juicy. À, nghe thôi đã thấy vừa ngọt vừa mát rồi đúng không mọi người? Hãy cùng được Lao swatch và mổ xẻ 4 em son mới này nha. À mà quên, nếu bạn nào chưa đăng ký subscribe channel của The Cloud thì hãy click vào nút đăng ký nhận thông báo để biết khi nào video mới lên sóng liền nha. Click ngay. Với thiết kế tương tự các màu trước là vỏ giấy bóng cùng tông màu son bên trong, các màu của bộ Sparkling Juicy khác cái là cả vỏ giấy lẫn thỏi son được trang trí thêm các họa tiết bong bóng khí ga soda khá xinh xắn. Thiết kế thỏi son đơn giản, vẫn hình trụ tròn và vẫn có logo Roman chạy viền theo trên nắp. Bên hông thỏi sẽ có in mã số và tên màu cho các bạn dễ phân biệt. Son có dung lượng là 5,5g và được bán với cái giá khá mềm, 13.000 won tầm 260.000 đồng Việt Nam. Mùi son nhẹ và thơm ngọt như mùi trái cây cũng như các màu cũ. Và tiếc thật đấy, mình cứ nghĩ son mà có mùi coca thì sẽ đúng theo phong cách soda hơn. Màu đầu tiên, mã số 14, Berry Shot. Đây là một màu đúng chuẩn đỏ cam có base hồng. Nếu thoa một lớp thì màu son ửng ửng nhạt nhạt rất là xinh. Nhưng càng layer thì màu son sẽ càng đậm hơn mọi người nhé. Để thoa được đôi môi như mình thì cần khoảng 2-3 lần chấm cọ vào lọ son. Cọ pick up lên lượng son vừa đủ để thoa lòng môi. Nhưng để đạt được đúng độ căng mỏng nhất, các bạn hãy lấy son tầm 2 lần. Tuy màu này dễ dùng và hợp với mọi tông da, tuy nhiên màu 14 này không quá đặc biệt vì chúng ta dễ dàng tìm được màu này từ các dòng son khác rồi. Son bắp rất bền và dù có tẩy trang thì vẫn còn màu của lớp base son thấm sâu vào da. Màu số 15 của bộ Sparkling Juicy tên là Funky Melon. Đây là màu sắc kẹo ngọt nhất của cả bộ khi có tông hồng tươi ơi là tươi và cực kỳ trẻ trung. Khi thoa một lớp thì môi sẽ có màu hồng baby siêu xinh yêu. Và khi thoa đủ full môi thì sắc hồng dâu sữa sẽ tạo cho các bạn một phong cách búp bê Barbie vừa retro lại vừa nổi bật. Màu 15 Funky Melon sẽ đẹp nhất khi sử dụng trên nền da trắng sáng các bạn nhé. Với trend mặc quần áo màu tím nổi lên gần đây thì Funky Melon đảm bảo sẽ là một màu son siêu đỉnh, siêu hợp để các bạn cùng phối. Màu số 16 Corny Soda. Chẹp, mình đánh giá đây là màu son đáng sở hữu nhất của bộ Sparkling Juicy luôn đấy. Tuy để hai thỏi 14 và 16 gần nhau thì vỏ ngoài son nhìn hơi tương tự nhau, nhưng bên trong màu 16 lại đặc biệt hơn rất là nhiều. Corny Soda là màu cam đỏ đất có base hồng dâu, siêu xinh yêu. Màu này tôn da và làm đôi môi của chúng ta nhìn giống như đôi môi của mấy em búp bê ấy. Đánh lòng môi một lớp rất hợp để sử dụng hàng ngày như màu môi tự nhiên, còn khi đánh full môi thì căng mọng cực nổi bật. Da trắng dùng xinh mà da ngăm dùng càng xinh hơn nữa. Son lên môi mượt mà không có bị dính hai môi lại với nhau và sau 2-3 tiếng thì lớp bóng sẽ mất dần và màu son sẽ thấm vào da môi cực đẹp và tự nhiên. Corny Soda giờ có pha nâu, nên tây và giống như kiểu MLBB ấy. Màu cuối cùng 17, Plum Cook. Đây cũng là một màu hot hit độc đáo của bộ Sparkling Juicy này. Son tint màu đỏ bầm trên thị trường đã hiếm rồi, mà son tint đỏ bầm với chất son bền đỉnh của Roman thì chắc chắn là có 102 luôn. Đúng với cái tên của nó, Plum Cook là màu đỏ mận bầm giống như màu soda mận mát lạnh. Khi thoa một lớp base son là tông hồng mận xinh ơi là xinh, nhưng khi thoa hai lớp thì sắc son sẽ ngã sang đỏ nhiều hơn hồng. Những màu đậm như thế này thì lòng môi là phương pháp đánh son vừa nhanh vừa tiện vừa đẹp, nhưng khi phủ full môi thì ôi thôi, đôi môi đỏ mọng siêu nổi bật. The Cloud đánh giá Plum Cook còn đẹp hơn màu Cherry Bomb nữa vì sậm hơn. Màu này da ngâm đánh vẫn xinh nhưng sẽ ít nổi hơn so với nền da trắng. Da càng trắng thì càng tôn được vẻ đẹp của Plum Cook nhé. Tuy là son tint bóng nhưng cái hay là chất của Juicy Lasting Tint không bị dây ra ly tách quá nhiều mà nằm yên ngoan ngoãn trên đôi môi của chúng ta đến tận 8-9 tiếng. Màu son từ đậm sẽ nhạt dần đều cho cả môi nên cả nhà không sợ son phai lan lỗ trong lòng môi khi chúng ta ăn nữa nghe. Dĩ nhiên là nếu ăn thực phẩm có dầu mỡ vẫn hòa tan làm son nhạt đi, nhưng màu son đã thấm vào môi không bị trôi tuột mà vẫn còn màu của lớp base son ở bên dưới. Cả nhà nghĩ sao về 4 màu son mới của Juicy Lasting Tint nào?
Bộ son này có đủ sức làm rung lên trái tim của các bạn không? Hãy comment bên dưới cho The Cloud biết bạn yêu thích những màu nào của bộ này nhé. Mình sẽ để link mua hàng trong phần mô tả cũng như phần comment bên dưới nên mọi người có thể click vào đó để đặt hàng nha. Nếu các bạn thích video này, hãy đừng quên like và share video cũng như bấm subscribe YouTube channel của The Cloud để ủng hộ mình tiếp tục ra video mới nữa. Đừng quên gia nhập gia đình The Cloud bằng cách like fanpage The Cloud Beauty và follow Instagram The Cloud Beauty. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye!